Ba kích là một loại dược liệu được sử dụng lâu năm trong dân gian với những tác dụng cực kỳ bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Nhất là với đấng mày râu, rượu ba kích còn có tác dụng bổ thận, tráng dương, kiện gân cốt, tăng sức khỏe sinh lý của nam giới. Để hiểu thêm về tác dụng của rượu ba kích, các bạn có thể tham khảo thêm thông tin qua bài viết dưới đây. Tác dụng của rượu ba kích trong hỗ trợ, điều trị bệnh bão. Về sức khỏe, ba kích hay còn gọi là ba kích thiên, ba cức, diệp liễu thảo, đan điền lâm vũ. Đây là loài cây thảo, sống lâu năm, leo bằng thân quấn. Thân non màu tím, có lông, phía sau nhẵn. Bộ phận được sử dụng làm thuốc là rễ củ. Có hai loại ba kích tím và ba kích trắng. Ba kích tím được nhiều người ưa chuộng dùng hơn, bởi theo mọi người ba kích tím có tác dụng bổ dưỡng hơn ba kích trắng. Xem thêm, phân biệt ba kích tím và ba kích trắng dễ dàng. Bộ phận dùng làm thuốc củ rễ, dùng làm thuốc củ ba kích, thường được dùng khô hoặc củ rễ tươi. Củ rễ ba kích được cắt thành từng đoạn ngắn, có nhiều chỗ đứt để lộ ra lõi nhỏ bên trong. Phân bổ ba kích thường mọc hoang, chúng được phân bố nhiều ở vùng đồi núi thấp của miền núi và trung du các tỉnh phía bắc nước ta. Loài cây ba kích này có nhiều trong rừng thương hoặc rừng thứ sinh, gặp ở hầu hết các tỉnh miền núi phía bắc từ Quảng Ninh, Lạng Sơn, Yên Bái, Hòa Bình đến vùng cao nguyên ở phía nam. Ngoài ra, ba kích còn sinh trưởng ở các tỉnh phía nam Trung Quốc, Lào. Xem thêm, hình ảnh nhận dạng cây ba kích. Cây ba kích có tác dụng gì theo đông y? Ba kích có vị cay, ngọt, tính ấm, nó có tác dụng bổ thận, trợ dương, mạnh gân cốt. Theo đông y cổ truyền xưa cho rằng cây ba kích còn có tác dụng tăng cường gân cốt, bài trừ phong thấp, giúp làm giảm triệu chứng của bệnh đau khớp. Với người già ăn ngủ kém, nếu dùng ba kích còn có tác dụng chữa suy nhược cơ thể, giảm triệu chứng mệt mỏi, ăn ngủ kém một cách rõ rệt. Y học cổ truyền, trong sách vở có ghi chép về tác dụng của cây ba kích như một vị thuốc tiên dược chữa yếu sinh lý hiệu quả. Theo các y gia xưa, có rất nhiều các bài thuốc được ghi chép lại với tác dụng của ba kích điều trị di tinh, mộng tinh, thận hư. Những triệu chứng như đau bụng dưới, kinh nguyệt không đều, những phụ nữ thời kỳ mãn kinh, cải thiện tình trạng tử cung lạnh khi được dùng ba kích đúng thời gian, liều lượng sẽ được giảm triệu chứng một cách đáng kể. Xem thêm, tác dụng tuyệt vời của ba kích, cây thuốc quý. Tác dụng của rượu ba kích. Nói đến ba kích tím lạ, chúng ta nghĩ ngay tới loại rượu ngâm ba kích, bởi chế biến ba kích khá đơn giản, dễ làm mà ba kích lại phát huy được tác dụng tốt nhất. Ba kích ngâm rượu uống thơm ngon, mang lại tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là một số tác dụng của rượu ba kích mang lại. Theo như các y gia sư thường dùng rượu ba kích thay cho thuốc trị bệnh yếu sinh lý ở nam giới, điều trị di tinh, lưng gối mỏi đau, gân cốt yếu mềm. Xem thêm, rượu ba kích tím có tác dụng gì? Với sức khỏe, tác dụng của rượu ba kích giúp tăng cường sức dẻo dai, bền bỉ cho nam giới. Đây là một tác dụng vượt trội của rượu ba kích mà không thể nhắc đến khi nói về tác dụng của rượu ba kích. Tác dụng tăng sức dẻo dai, bền bỉ trong chuyện phòng the của rượu ba kích không chỉ có trong các quan niệm đông y hay những sách y học cổ truyền ghi chép lại, nó còn được kinh nghiệm dân gian truyền lại, cũng như truyền AT của các quý ông đã sử dụng và thấy rõ tác dụng này của rượu ba kích mang lại. Theo khoa học chứng minh, rượu ba kích có chứa một số thành phần như iridoid, leucoside, ser, các chất vô cơ K, Na, Q, Zn, Fe, đường, tinh bột, axit hữu cơ, vitamin C, anthrax glucosid. Các chất này có tác dụng dược lý làm tăng cường độ bền, sức dẻo dai trong sinh lý nam giới rất hiệu quả. Tác dụng của rượu ba kích trong hỗ trợ điều trị đau xương khớp, đau lưng mỏi gối. Rượu ba kích khi được kết hợp với một số vị thuốc thảo dược sẽ chữa đau mỏi xương khớp, đau lưng mỏi gối phong thấp rất hiệu quả. Có một số bài thuốc đông y đã được áp dụng khoa ghi vào sách y dược, các bạn có thể tham khảo như bài thuốc ba kích khô,
50 châm dương hoắc, 50 khe huyết đằng, 50 đường phèn, 30 rượu trắng 7-8 lít đem bỏ bình ngâm tất cả trong 60 ngày nếu là mùa đông, 20 ngày nếu ngâm vào mùa hè cho ngấm là có thể dùng được liều dùng, ngày uống 2 lần sáng, tối mỗi lần uống một chén nhỏ. 20ml tác dụng của rượu Ba Kích trong hỗ trợ điều trị liệt dương. Một tác dụng thần kỳ của rượu Ba Kích đem lại không thể không nhắc đến, đó là tăng cường sinh lực điều trị liệt dương cho quý ông trong chuyện ấy. Đây cũng là tác dụng của rượu Ba Kích mà các quý ông truyền tai nhau nếu muốn sinh lực dồi dào, kéo dài thời gian quan hệ. Vậy để hỗ trợ điều trị liệt dương, kéo dài thời gian quan hệ bằng rượu Ba Kích, ta có thể ngâm rượu Ba Kích theo bài thuốc sau. Bài thuốc Ba Kích: 20 giờ thuộc địa, 20 giờ nhục thung dung, 20 giờ nhân sâm, 10 giờ rượu trắng 1 lít đem bỏ bình ngâm các vị dược liệu trên trong vòng 60 ngày. Nếu mùa đông, 20 ngày nếu mùa hè là có thể sử dụng liều dùng ngày uống 2 lần, sáng và tối mỗi lần uống lượng 15-20ml xem thêm. Cách ngâm rượu Ba Kích tươi thơm ngon nhất. Lưu ý khi dùng rượu ngâm Ba Kích, không thể chối cãi tác dụng của rượu Ba Kích, nhưng vị thuốc nào cũng có tác dụng phụ tùy theo cơ địa từng người, nên các bạn nên tham khảo kỹ lời khuyên của bác sĩ trước khi dùng. Dưới đây là một số chú ý trước khi dùng rượu Ba Kích. Trước khi sử dụng Ba Kích ngâm rượu nên sơ chế làm sạch bỏ lõi Ba Kích. Bởi lõi cây Ba Kích có chất độc gây hại cho tim, Ba Kích có tính hàn, không nên uống quá liều lượng quy định sẽ gây tiêu chảy. Rượu Ba Kích nên hạn chế dùng với những người huyết áp thấp, bởi Ba Kích có tác dụng hạ huyết áp khá tốt. Những trường hợp âm hỏa, đại tiện bí, táo cũng không nên sử dụng. Với những thông tin chi tiết về tác dụng của rượu Ba Kích, các bạn biết thêm về rượu Ba Kích và cách sử dụng ra sao để rượu Ba Kích phát huy được tác dụng tốt nhất. Nếu bạn muốn tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Hoặc các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về củ Ba Kích và liên hệ trực tuyến qua Thuốc Nam Online để được giải đáp và tư vấn. Let's look at why.